Thầy xin chào các em. Sau hôm nay là thầy sẽ phản biện lại lời giải của bạn Phúc dành cho câu hỏi số 3, là một trong những cái câu mà chúng ta là vận dụng cao để trong cái kỳ thi học sinh giỏi, chọn học sinh giỏi môn khoa học tự nhiên cấp trường thôi chứ chưa phải cấp tỉnh nha. Thì cái câu này nó đề nó khá là dài, tuy nhiên giống như là bạn Anh Khôi tuần trước hay phát biểu là chúng ta cần đọc kỹ đề, và anh Khôi hay nói và dùng não để mà suy luận. Tuy nhiên là tuần này thì không thấy anh Khôi làm bài này, thì chúng ta có lời khen dành học sinh xuất sắc nhất tuần này là bạn Phúc. Bạn có lời giải sớm nhất và thầy thấy là chính xác nhất. Thì cái lời giải của cái bài này thì cái cốt câu chuyện là gì? Là bạn Dũng nè ăn 350 gram tinh bột carbohydrate, 100 gram lipid là chất béo nè, và 200 gram protein. Cái phần là thực phẩm thì các em cũng đã được làm qua rồi đó, các em chắc là quên ha. Protein là thịt cá trứng sữa thôi. Rồi, vân vân. Như vậy cái đoạn này em không cần. Đoạn này nè, em không cần quan tâm. Bây giờ em đọc cái câu hỏi. Em hãy cho biết khẩu phần của Dũng đã hợp lý hay chưa và giải thích. Thì chúng ta tiếp tục đọc đề. Biết rằng đối với tinh bột carbohydrate thì phần trăm hấp thụ của cơ thể là 90%. Có nghĩa là em ăn vào 100 gram thì chỉ có 90 gram được cơ thể hấp thụ và 10 gram thì nó đào thải đi ra ngoài dưới dạng chất thải thôi, có gì đâu. Tương tự là lipid, nó chỉ hấp thụ 80% và protein là 60%. Đó. Với bài này thì chúng ta thấy là đâu phải tất cả những thực phẩm mà chúng ta đưa vào cơ thể chúng ta đều là tiêu hóa hết đâu các em. Nó không tiêu hóa cho nên là đôi khi các bạn xì hơi các bạn thấy rất là hôi đúng không? Đó là thực tế đó các em. Bây giờ thầy quay lại. Nhu cầu dinh dưỡng của bạn Nam, đó, cái tuổi này của chúng ta là 2.500 kcal trên một ngày. Thì cái chuyện này bình thường ta tính. Và 1 gram carbohydrate thì có năng lượng 4,3 kcal. Như vậy bạn Dũng nè, bạn ăn 350 gram nhưng mà hấp thụ 90%, đúng không? Và chúng ta sẽ tính được khối lượng bạn Dũng hấp thụ carbohydrate tinh bột. Vậy thì chúng ta cứ nhân cho 4,3 kcal là sẽ ra được số năng lượng mà từ tinh bột tạo ra. Thì câu hỏi đầu tiên của cái đề này là các bạn có còn nhớ thầy đã chỉ cái thủ thuật 90% hay không? Thì bây giờ thầy sẽ nhắc lại bài trước. Thầy đã từng nói cho chúng ta 90% tức là 0,9 lần. 90% là một cái đại lượng, đúng không ạ? Một cái đại lượng thôi. Ví dụ như ba mẹ con hay nói với bạn bè, thôi chúng ta là uống 50%. 50% ở đây là 50 chia 100 tức là 0,5 ly ấy. Như vậy cái phần trăm chỉ là, ví dụ 90% là 0,9 lần. Như vậy cái đơn vị phần trăm thì chúng ta chuyển thành số, chẳng hạn như 90%, nhưng nó có nghĩa là 0,9 lần. Tương tự như vậy 50% là 0,5 lần. Chúng ta cứ nghĩ là 0,9 lần cho nó đơn giản nha. Ví dụ lớp em có 50 học sinh, đúng không? Số nam chiếm 70% thì số nam sẽ là bao nhiêu? Thì chúng ta sẽ có 70% là 0,7 lần của 50 học sinh. 50 này là số học sinh của lớp em. Như vậy em sẽ ra 35 học sinh. Em lấy 0,7, em nhân 50, em lấy máy tính em bấm. Còn không thôi là chúng ta có thể nhẩm được. Coi như là 7 nhân 5, đúng không? Như vậy bằng 3 lần. Rồi, bây giờ thầy nghĩ rằng là chúng ta hoàn toàn là dư sức để giải được cái bài tập của mình. Chúng ta quay lại bài. Đầu tiên chúng ta sẽ tính năng lượng mà từ carbohydrate tạo ra đối với cơ thể con người. Nam nó ăn vào 350 nhưng mà chỉ hấp thụ 0,9 lần. Chỗ này. Như vậy các bạn có thể ghi là 350 nhân 90%, hoặc các bạn có thể ghi vừa rồi thầy mới chỉ chúng ta nhân 0,9 lần. Thế là xong. Bạn sẽ ra được 315 bằng cách là làm gì? Bấm máy tính. Đúng chưa?
À, thầy dặn là chúng ta cũng đã mua máy tính rồi đúng không? Rồi, chỗ này cho thầy. Cơ thể đã hấp thụ 315 gram tinh bột và cứ mỗi gram thì năng lượng là 4,3 kilocalo. Như vậy thì số năng lượng sinh ra là 315 nhân 4,3 kilocalo. Vậy bấm máy tính, bạn Trường Giang sẽ ra 1.354,5 kilocalo. Hoàn toàn tương tự với phép tính như vậy, chúng ta sẽ tính đầu tiên khối lượng của lipid hấp thụ, khối lượng của chất béo 100 gram mà chỉ hấp thụ 80%, 0,8 lần, bạn sẽ ra 80 gram. Và cứ mỗi gram lipid là 9,3 kilocalo. Như vậy tổng số năng lượng là 9,3 nhân 80, bạn bấm máy tính là 744 kilocalo. Rồi, cuối cùng là protein. Tương tự em sẽ ra 492 kilocalo. Và em cộng lại ba cái năng lượng đó, em sẽ ra ba cái năng lượng là tinh bột nè, lipid nè, protein nè, em sẽ ra 2.590 kilocalo. Và từ cái bảng năng lượng này, chúng ta có một điều rất thực tế là năng lượng tạo ra từ tinh bột cực kỳ lớn, và tinh bột là nguyên nhân lớn làm cho chúng ta béo lên. Chúng ta muốn giảm cân thì chúng ta giảm tinh bột là vậy đó các em ạ. Nó nguyên tắc đơn giản thôi. Vì vậy từ đây học cái môn hóa học là chúng ta hoàn toàn có thể tự giảm cân cho mình đúng không bạn Khương? Hơi béo một xíu. Như vậy Khương đã tính ra là 2.590,5 kilocalo. Và cái năng lượng này nó nằm trong khoảng cho phép của lứa tuổi của bạn. 2.500 đến 2.600. Đó, 2.590 mà. Nó bé hơn 2.600, lớn hơn 2.500. Như vậy khẩu phần ăn của bạn Dũng là hợp lý. Ok, các chúng ta. Như vậy thầy chúc mừng là bạn Phúc nha. Bạn Phúc là làm bài rất là đúng ở trên cái bài tập của nộp lên cho thầy nè. Đây, bài tập của bạn Phúc. 2.590,5 kilocalo. Thầy xin chúc mừng bạn Phúc là học sinh xuất sắc nhất của tuần này.